Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế quy định tứ trụ không chấp hành. Bộ Y tế Việt Nam thời gian qua đã đẩy mạnh chiến dịch thông điệp 5K dễ nhớ, dễ hiểu để phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khoảng cách và khai báo y tế. Tuy nhiên, ba người hiện đang giữ trị vị trí bốn vị trí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hiện nay, thường gọi là tứ trụ, đều không hề thực hiện thông điệp này khi thăm mọi nơi trong dịp lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vừa qua. Cụ thể, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào đêm giao thừa tiết Tân Sửu ngày 11 tháng 2 đã đi thăm những nơi dân ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm cũng như thắp hương cho vua Lý Thái Tổ. Các hình ảnh và video cho thấy hàng chục người bao quanh ông không hề đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn và vi phạm ít nhất là 3K trên tổng số 5K. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội vào hôm 12 tháng 2 năm 2021, tức 30 Tết. Ngoài ra, còn có tấm ảnh của Thông tấn xã Việt Nam cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã bế một cháu bé vào lòng. Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ dùng tay bế đỡ phụ cháu bé cho ông Trọng. Riêng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày 9 tháng 2 khi đến thăm Bộ Y tế đã kêu gọi và bày tỏ mong muốn cả hệ thống chính trị, đồng bào cả nước hãy tiếp tục chung tay, đồng lòng và đồng hành trong chiến dịch phòng chống COVID-19 cả nước. Trước hết là thực hiện thông điệp 5K do ngành y tế phát động. Ngay ngày 1 Tết Tân Sửu 12 tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng và cả quận ủy Hải Châu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc đều bắt tay, không hề đeo khẩu trang và đứng sát nhau để chụp ảnh. Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì chiều ngày 11 tháng 2 cũng đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, quê hương của bà Ngân. Các hình ảnh và video của báo Đồng Khởi cho thấy, dù gặp gỡ trong hội trường hay chụp ảnh ngoài sân, bà đều không hề đeo khẩu trang mà cũng không hề giữ khoảng cách với những người khác. Ông Đỗ Nam Trung vào tối mùng 5 Tết Tân Sửu lên tiếng với đài FA về việc các lãnh đạo đã không đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người dân khi dịch COVID-19 đang lây lan hết sức mạnh vào lúc này ở Việt Nam và dẫn ra làm có người chết bắt đầu. Ông nói, tôi thấy hình ảnh các ông Trọng, Phúc không đeo khẩu trang gì cả. Những hình đó thực sự rất là chướng mắt và khó chấp nhận được. Lãnh đạo đảng và nhà nước nói rằng người dân thì phải đeo khẩu trang, phải giữ an toàn cho bản thân mình và cho người khác nữa. Nhưng những hình ảnh đó lại quá là trái khoáy, tức là lời nói và việc làm của họ hoàn toàn trái ngược với nhau. Khi chúc Tết các vị bô lão, tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng và một dàn lãnh đạo của Hà Nội đứng xung quanh thì không ông nào đeo khẩu trang cả. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và chúc sức khỏe, chúc Tết đại diện bô lão, người cao tuổi ở Hà Nội hôm 30 Tết. Điều đó khiến cho người dân như cho thấy là họ là những người không đáng tin vì lời nói và việc làm của họ khác nhau hoàn toàn. Họ là những người không đáng tin khi mà nghe họ nói như vậy. Ông nói như vậy ám chỉ những vị tứ trụ của Việt Nam hiện nay. Từ Viện Nghiên cứu Chính sách và Pháp luật Phát triển tại Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng cũng đưa ra bình luận như sau. Việc đeo khẩu trang, tất cả các phường, xã đều phải thông báo là thực hiện 5K, tức là khẩu trang, giãn cách, không tụ tập, vân vân. Thế thì khẩu trang phải đeo hết, nhưng dư luận cũng cảm thấy bất ngờ và cũng không hài lòng về việc ngày 2 tháng 2 năm 2021 tổ chức sự kiện Việt Nam tỏa sáng ở cung Hội nghị Quốc gia, gần 2.000 người tham dự, các quan chức của Đảng chẳng có ai đeo khẩu trang cả, mặc dù lập luận rằng trước đó đã được thử xét nghiệm. Rồi tiếp đó, hôm sau ngày 3 tháng 2 là ngày kỷ niệm thành lập Đảng, thì cũng tổ chức một dạ hội như vậy. Điều này rõ ràng là phản cảm. Theo tôi, chính phủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện quyết tâm thì cũng phải làm gương. Thế còn kêu gọi nhân dân đeo khẩu trang, trong khi đó hội họp chẳng có đeo khẩu trang gì cả. Thì cái này gây ra những dư luận không hay trong nhân dân. Tính đến tối ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết, Việt Nam báo cáo có 2.142 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 520 ca nhiễm mới được ghi nhận trên nhiều tỉnh thành trong đợt dịch bắt đầu từ ngày 27 tháng 1, và con số này tăng lên hàng ngày, hàng giờ.
đợt này có khả năng nguy hiểm của nó được báo động ở mức cao nhất, nghĩa là áp dụng các chỉ thị 15, 16 từ đợt chống dịch trước, cho phép áp dụng những biện pháp mạnh nhất, có thể phong tỏa cả một thành phố như đợt dịch thứ hai bùng phát ở Đà Nẵng. Đây là hình ảnh quyết định sớm nhất đợt này là toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 220.000 dân bị phong tỏa trong 21 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 28 tháng 1. Theo nhà nghiên cứu này, sự chủ quan của nhiều người dân tại Việt Nam xuất phát từ tâm lý yên tâm với công tác phòng chống dịch của chính quyền trong thời gian qua đang là yếu tố góp phần thêm một nguy cơ bùng phát đại dịch rất cao trong đợt dịch mới này. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan khả dĩ về biến chủng hết sức nguy hiểm của virus corona, chắc còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể khống chế được, nhưng sự lan rộng như thế này đã khiến cho chính quyền cũng có vẻ bối rối vì Việt Nam là một nước nghèo, năng lực y tế cũng có giới hạn. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra nhận định như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông phân tích thêm như sau. Thí dụ, muốn thành lập một bệnh viện dã chiến như kiểu ở Đà Nẵng thì thành phố Chí Linh, Hải Dương không có khả năng. Cho nên, khi Chí Linh bị dịch bệnh lan rộng thì người ta phải tháo dỡ bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng để chuyển sang với cơ số khoảng 500 giường bệnh. Như vậy, năng lực tại chỗ là không đủ để kiểm chế đại dịch hoặc năng lực y tế để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Mô hình chống dịch giá rẻ từng giúp Việt Nam thành công cuối cùng thì đã bị vỡ toang. Từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, Hải Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước bị phong tỏa trở lại kể từ lần phong tỏa Đà Nẵng hồi tháng 8 năm 2020. Tiếp theo đó là Hà Nội cũng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt như đóng cửa, trường học, quán ăn, v.v. cho đến ngày 28 tháng 2. Một nhân viên giấu tên ở một quán ăn tại quận Ba Đình, ở thành phố Hà Nội, vào chiều ngày 16 tháng 2 đã nói với Đài Tiếng Nói FA về tin đóng cửa vừa qua như sau. Bọn em chưa biết thế nào, theo chỉ định của thành phố em vẫn duy trì thôi. Cũng cắt giảm nhân viên, nhưng nói chung là khá mệt. Lượng khách sụt giảm tầm 70-80%, nhân sự của em cũng giảm, nói chung là không thể giảm bấy nhiêu người được nữa, nói chung là giảm tới 50% thôi. Người này nói thêm, nhân viên bên em trước Covid tầm 300 người, bây giờ mấy chục thôi, vẫn mở thì duy trì nhưng không có khách. Đây là hình ảnh điểm kiểm tra y tế cho người dân du xuân tại đường Hoa Nguyễn Huệ mùng 2 Tết. Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới cũng có thể có sẽ biện pháp áp dụng các biện pháp tương tự, trong khi cuộc họp ngày 15 tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho hai thành phố lớn nhất nước có thể giãn cách xã hội, tức là phong tỏa trên thực tế tại một số khu vực có khả năng lây nhiễm cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu phải có vaccine trong tháng 2 để tiêm chủng cho số lượng chống dịch và được hứa sẽ có khoảng 5 triệu liều về trong tháng này. Người đứng đầu của chính phủ cũng giao cho Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận chống dịch mới trước tình hình mới và chuẩn bị sẵn sàng cách ly lớn khi tình huống xấu nhất xảy ra. Các tờ báo trong nước thời gian qua cũng liên tục dẫn dắt các bài báo từ quốc tế ca ngợi Việt Nam là mô hình chống dịch chi phí thấp nhưng đạt hiệu quả. Tuy nhiên, có vẻ trong đợt dịch bùng phát hôm thứ Ba, điều kỳ diệu đó đã không lặp lại. Hai ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong đợt thứ Ba ở Hải Dương đi xuất khẩu lao động từ ngày 17 tháng 1 sang đến Nhật thì được phát hiện dương tính đó từ Việt Nam và truy nguồn ngược lại. Trước đó, theo quy trình từ phía Nhật Bản, người công nhân này phải cung cấp các kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành từ Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc dịch đã tồn tại trong cộng đồng từ lâu nhưng chưa hề bị phát hiện và xét nghiệm của Việt Nam cũng có sai số rất lớn. Từ ngày 28 tháng 1 đến nay đã có gần 700 ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận. Việt Nam là nước duy nhất trong 3 nước Đông Dương đến nay chưa được tiêm liều vaccine nào. Lào và Campuchia thì đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 7 đến 8 tháng 2 với hàng trăm ngàn liều vaccine từ Trung Quốc. Bộ Quốc phòng kích hoạt quân đội như thời chiến để chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng ngày một nghiêm trọng tại Việt Nam. Đây là hình ảnh bộ đội kiểm tra y tế tại chốt Hồ Rung Làng Ho thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Việt Nam đã kích hoạt quân đội vào trạng thái như trong thời gian có chiến tranh để chống đại dịch COVID-19, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ ba trong cộng đồng. Theo truyền thông trong nước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Trần Đơn vào hôm 16 tháng 2 cho Việt Nam Express biết rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam đã chỉ đạo toàn quân tăng cường công tác phòng chống dịch ngay từ khi có thông tin bùng phát trở lại hôm 28 tháng 1.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 16 tháng 2 cũng ra chỉ đạo cách ly hoàn toàn tỉnh Hải Dương trong 15 ngày, đóng cửa các nhà hàng và quán bar trên toàn thành phố Hà Nội và chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh, nơi cũng có nhiều ca nhiễm mới, sẵn sàng cách ly lớn khi tình huống xấu xảy ra. Chúng tôi đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch trong toàn quân, đưa các đơn vị quân đội vào trạng thái như thời chiến. Thượng tướng Trần Đơn cũng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của quân đội, đã được Việt Nam Express trích lời cho biết về việc ứng phó với đợt bùng phát mới tại Việt Nam. Trước đó, vào cuối tháng 1, Chính phủ Việt Nam cũng đã yêu cầu các đơn vị quân đội vào trạng thái như thời chiến để dốc sức phòng chống dịch trong đợt bùng phát mới xuất phát từ hai ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương, theo báo điện tử của Chính phủ quy định. Cũng theo như vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kích hoạt trạng thái thời chiến trong quân đội là mức cao nhất, trong đó tất cả các hệ thống chỉ huy, từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng đến tất cả các đơn vị đầu mối toàn quân, trung tâm phòng chống dịch, cũng như các cơ quan tác chiến phải duy trì hệ thống trực ban, trực dịch 24/24 giờ. Báo cáo kịp thời hàng ngày và đột xuất về Bộ Quốc phòng để chỉ đạo. Bộ đội biên phòng đã được tăng cường quân số để ngăn chặn người xuất cảnh trái phép, không để dịch bệnh vào nội địa qua biên giới, theo Thượng tướng Trần Đơn cho biết. Ông cũng cho biết rằng hầu hết các đơn vị quân đội phải duy trì 100% quân số trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với diễn biến mới nhất của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 với bản tin Bộ Y tế quy định tứ trụ không chấp hành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.